thư giãn, ổn định. Thư giãn và thoải mái, tĩnh lặng, tiếp tục tĩnh lặng. Tâm trí cần tĩnh lặng. Trí não cần tĩnh lặng. Để lắng nghe trái tim. Để trái tim được mở rộng. Trái tim được mở rộng. Trái tim được cảm nhận tình yêu thương. Trái tim phát ra tình yêu thương. Đúng rồi. Tâm trí được tĩnh lặng. Để đón nhận năng lượng vũ trụ. Có trí tuệ của vũ trụ. Cùng với tình yêu thương của trái tim này, bạn sẽ chuyển đổi được thế giới. Bạn sẽ thay đổi được thế giới bằng cái đầu tĩnh lặng, bằng trí tuệ vũ trụ, bằng trái tim yêu thương. Bạn sẽ thay đổi được thế giới. Thế giới này tùy thuộc vào bạn. Thế giới này tùy thuộc vào từng lời nói, từng hành động, từng suy nghĩ của bạn. Thế giới này được hình thành nên tùy thuộc vào tâm của mỗi con người. Tùy thuộc tâm của bạn. Tùy thuộc tâm của tôi. Tùy thuộc tâm của chúng ta. Thế giới này thay đổi tùy thuộc vào từng lời nói của bạn bây giờ, từng suy nghĩ của bạn ngay bây giờ, từng hành động của bạn ngay bây giờ. Chúng ta đều muốn một thế giới xinh đẹp, một thế giới tuyệt vời. Một thế giới nhân văn, thiện lành. Một thế giới yêu thương và được yêu thương.
chúng ta đều muốn. Chúng ta hãy cùng đóng góp vào, hãy cùng phối hợp vào để tạo ra một thế giới tuyệt vời cho chính chúng ta, xuất phát từ những hành động, từ những lời nói, từ những suy nghĩ của bạn, của tôi ngay bây giờ. Từng niệm, từng suy nghĩ đều ảnh hưởng đến thế giới này. Hãy giúp cho thế giới này được xinh đẹp, tràn ngập ánh sáng, tình yêu thương. Thế giới này được hạnh phúc, mãn nguyện. Tùy thuộc vào bạn, trong phút giây này, trong lúc này. Hít một hơi thở thật sâu, đưa dòng hơi thở sâu vào khoang bụng, vùng rốn căng phồng lên, thư giãn và thoải mái. Hãy hình dung có một dòng năng lượng từ vũ trụ đang đổ về đây, như một dòng thác bạc hà đang đổ ngập tràn trên đỉnh đầu của bạn, tràn xuống vai, tràn xuống hai tay, tràn xuống cơ thể, tràn xuống hai bàn tay, tràn xuống hai chân, tràn xuống hai bàn chân, và trên đầu mỗi ngón chân đều tràn ngập năng lượng vũ trụ. Đúng rồi, vũ trụ yêu thương bạn, vũ trụ yêu thương cơ thể này. Hãy để cho vũ trụ chăm sóc cho cơ thể này được khỏe mạnh, được tươi sáng, trẻ trung, giàu sức sống. Đúng rồi, và vũ trụ chăm sóc cho bộ não của bạn được trở nên trí tuệ. Đúng rồi, vũ trụ chăm sóc cho trái tim của bạn trở nên yêu thương. Đúng rồi, hãy để cho năng lượng vũ trụ được ngấm sâu vào cơ thể của bạn. Đúng rồi, tiếp tục thư giãn thoải mái. Đúng rồi, năng lượng vũ trụ đang tuôn trào trên cơ thể của bạn,
đang tuôn trào trên đỉnh đầu, đang ngấm sâu vào từng lỗ chân lông, từng lỗ chân tóc. Đúng rồi, thật thư giãn và thoải mái, thật thư giãn trong lành và sảng khoái. Đúng rồi, dòng năng lượng vũ trụ thơm mát như dòng suối bạc hà đang ngấm sâu vào từng lỗ chân tóc, đang ngấm sâu vào bộ não của bạn. Đúng rồi, bạn hãy hình dung theo lời dẫn để dành cho cơ thể được những giây phút tĩnh lặng, để bộ não này được tĩnh lặng, được tĩnh lặng và thư giãn. Thư giãn sâu. Đúng rồi, dòng năng lượng vũ trụ đang thấm sâu. Bạn đang nhìn thấy bộ não của mình. Bạn hình dung bộ não của bạn đang được thư giãn. Đúng rồi, dòng năng lượng vũ trụ đang ngấm sâu vào từng nếp gấp, từng nếp gấp trong não bộ. Đúng rồi, thư giãn. Đúng rồi, bạn đang nhìn thấy từng mạch máu li ti trên bộ não của bạn. Đúng rồi, từng mạch máu đang tuôn chảy, dòng máu đỏ tươi để nuôi sống bộ não này. Đúng rồi, đang được thư giãn. Từng mạch máu cũng đang được thư giãn. Đúng rồi, và năng lượng vũ trụ đang thấm sâu vào bộ não, thấm sâu vào từng tế bào não. Đúng rồi, từng tế bào não đang căng tràn lên, căng tràn lên thật là thoải mái, thật là hạnh phúc, thật là sảng khoái đón nhận dòng năng lượng từ vũ trụ. Đúng rồi, vũ trụ đang giúp bạn, vũ trụ đang chăm sóc bạn,
Hãy tin tưởng vào vũ trụ, tin tưởng vào cha mẹ vũ trụ. Cha mẹ vũ trụ yêu thương bạn, yêu thương cơ thể này, giúp chữa lành cho cơ thể này. Đúng rồi, đúng rồi. Bộ não của bạn đang ngấm sâu năng lượng vũ trụ, đang được thư giãn sâu. Đúng rồi, năng lượng vũ trụ đang tuôn chảy tiếp, tuôn chảy. Tuôn chảy đi sâu vào cơ thể, đang ngấm sâu vào qua hai bờ vai, ngấm sâu vào khuôn ngực, ngấm sâu vào từ những lỗ chân lông. Dòng năng lượng đang ngấm sâu vào trái tim của bạn. Đúng rồi, bạn đang nhìn thấy trái tim của bạn đỏ tươi, trái tim rất khỏe mạnh, trái tim đang co bóp nhịp nhàng, trái tim đang đón nhận những dòng và đang sản xuất ra từng dòng máu đỏ tươi, đẩy vào các động mạch, các động mạch và vi mạch máu đi nuôi khắp cơ thể này. Trái tim đã hoạt động liên tục, trái tim hoạt động liên tục ngay từ khi còn trong bụng mẹ cho đến khi chào đời, cho đến nay hàng chục năm trời, trái tim chưa bao giờ ngơi nghỉ, chưa bao giờ ngơi nghỉ. Trái tim đã cống hiến tất cả các khả năng cho cơ thể này, để nuôi sống cơ thể này. Trái tim đã bao giờ được yêu thương? Trái tim đã bao giờ được có một lời cảm ơn? Đúng rồi, trái tim này đã hoạt động liên tục hàng chục năm trời, chưa bao giờ dám lỗi nhịp, đã bao giờ nhận được một lời cảm ơn,
đã bao giờ nhận được một lời yêu thương? Và nay là cơ hội cảm ơn. Cảm ơn trái tim vô cùng. Yêu thương trái tim này vô cùng. Biết ơn trái tim này vô cùng. Đúng rồi, tôi yêu bạn. Cảm ơn bạn đã ở đây, đã giúp nuôi sống cơ thể này. Tôi biết ơn bạn vô cùng. Trái tim đã vui vẻ, trái tim trở nên hạnh phúc. Đúng rồi, trái tim trở nên hạnh phúc. Đúng rồi, tôi yêu bạn. Yêu trái tim này vô cùng. Đây là cơ hội để nói lời yêu thương. Đúng rồi, đừng ngần ngại, đừng e ngại, hãy bày tỏ tình yêu thương của bạn, tình cảm của bạn với trái tim này. Đúng rồi, hãy bày tỏ tình yêu thương của bạn với cơ thể này. Đúng rồi, cơ thể này là một món quà vô giá từ cha mẹ, từ mẹ trái đất, từ cha vũ trụ. Đúng rồi, đã phối hợp để tặng bạn cơ thể tuyệt mỹ này. Cơ thể tuyệt vời này, bạn đang nắm giữ một báu vật. Một báu vật quý giá nhất, quý giá nhất của vũ trụ. Đúng rồi, quý giá nhất trên quả đất này. Bạn đang có một báu vật. Bạn đang có một người bạn đồng hành. Bạn đang có một nhân viên đắc lực làm việc cùng bạn, hoạt động, vui chơi, song hành cùng bạn hàng chục năm trời, làm việc cho bạn hàng chục năm trời. Đã bao giờ bạn cảm ơn cơ thể này? Đã bao giờ bạn biết ơn cơ thể này? Đã bao giờ bạn nói lời yêu thương cơ thể này? Đã bao giờ
bạn bày tỏ tình cảm chân thật, quý mến, quý trọng báu vật này. Đúng rồi, bạn đang có một báu vật quý nhất trên thế giới này, quý nhất trên quả địa cầu này, quý nhất trong vũ trụ này. Bạn đã bao giờ nói lời quý trọng, cảm ơn, biết ơn cơ thể này? Nay là lúc bạn hãy bày tỏ lời yêu thương. Đây là cơ hội to lớn, cơ hội quý giá để bạn bày tỏ tình yêu thương với báu vật của bạn, với người bạn đồng hành của bạn, với nhân viên đắc lực của bạn, chính là cơ thể này. Bạn hãy nói lời yêu thương, bạn hãy nói lời biết ơn. Tôi yêu bạn, tôi yêu bạn, tôi yêu cơ thể này, tôi yêu gương mặt này, tôi yêu bộ não này, tôi yêu cơ thể này. Tôi biết ơn cơ thể này. Tôi yêu từng bộ phận bên trong cơ thể này. Tôi biết ơn từng bộ phận bên trong cơ thể này. Tôi biết ơn trái tim. Tôi biết ơn buồng phổi luôn hoạt động, hít thở buồng phổi luôn hoạt động nhịp nhàng. Tôi chưa bao giờ cảm ơn. Nay tôi cảm ơn bạn. Tôi yêu thương bạn. Bạn hãy khỏe mạnh. Bạn hãy khỏe mạnh. Đúng rồi, tôi yêu thương bộ gan này, hai trái thận này. Đúng rồi, tôi yêu thương dạ dày này là bao
tử luôn hoạt động. Tôi yêu thương bộ ruột non, bộ ruột già. Đúng rồi, yêu thương lá lách, yêu thương trái mật, yêu thương toàn bộ. Vì thiếu một bạn, một bạn không hoạt động, thì cơ thể này sẽ ra sao? Tôi yêu thương tất cả các bạn. Đúng rồi, tôi yêu thương và biết ơn tất cả các bạn. Đúng rồi, đúng rồi. Hãy nhìn đi, hãy nhìn cơ thể này. Hãy cảm nhận cơ thể này. Đúng rồi, thư giãn, thoải mái. Yêu thương cơ thể, cảm ơn cơ thể này, cảm ơn hai cánh tay, cảm ơn từng ngón tay. Yêu thương hai chân, yêu thương từng ngón chân, cảm ơn từng bộ phận trên cơ thể này. Thư giãn, thoải mái. Bạn đang nhìn thấy cơ thể của mình thật là tràn đầy năng lượng. Tràn tràn đầy năng lượng, vì năng lượng vũ trụ luôn ở đây, luôn bao bọc bạn, hòa quyện trong làn không khí. Năng lượng vũ trụ luôn yêu thương bạn và đang ngấm sâu vào từng lỗ chân lông. Năng lượng vũ trụ với quyền năng vô lượng vô biên giúp chữa lành cho cơ thể, giúp chữa lành cho cơ thể này, giúp tái tạo cho cơ thể. Để cơ thể này luôn khỏe mạnh, luôn tràn đầy sức sống, luôn trẻ trung,
luôn giàu năng lượng. Đúng rồi. Chính năng lượng của vũ trụ là cha vũ trụ, cùng năng lượng của trái đất là mẹ trái đất, đã tặng bạn cơ thể này thông qua cha mẹ vật lý của bạn, thông qua cha mẹ của bạn để tặng bạn món quà quý báu này. Bạn hãy chăm sóc, hãy nuôi dưỡng, hãy quý giá, hãy quý trọng cơ thể này. Đúng rồi. Vì đây là người bạn đồng hành, đây là nhân viên đắc lực, đây là ngôi nhà trú ẩn của linh hồn này. Đúng rồi. Bạn vốn là một linh hồn tỏa sáng. Bạn là một linh hồn tỏa sáng đến từ cha vũ trụ, đến từ Thượng Đế, đến từ vũ trụ xa xôi. Linh hồn đã đến đây trên trái đất này, đã đầu thai qua nhiều kiếp sống, nhiều kiếp sống, trải nghiệm nhiều thời đại văn minh. Linh hồn đã đi một quãng đường rất xa, đã sống những kiếp sống rất dài ở trái đất này, và nay linh hồn được tiếp tục trao tặng cơ thể này để tiếp tục trải nghiệm cuộc sống. Để tiếp tục được vui chơi trên quả đất này, được tận hưởng cuộc sống xinh đẹp này. Cơ thể là một báu vật, cơ thể là một ngôi nhà để linh hồn được trú ngụ. Linh hồn yêu thương cơ thể này, linh hồn có trí tuệ, có sự thông thái, có sự hiểu biết. Nay linh hồn đang được tỉnh thức, đang được tỉnh thức trong ngôi nhà cơ thể này. Thank you.
linh hồn đang nhận ra mình đang sống nơi đây. Đang tá túc, tá túc trên quả đất này, tá túc trong cơ thể này, để làm gì? Bạn đến đây để làm gì? Bạn không chỉ đến đây để vui chơi. Bạn không chỉ đến đây để tận hưởng. Mà bạn còn có những mục tiêu. Bạn còn có những mục tiêu sứ mệnh lớn lao để thực hiện. Bạn không chỉ ở đây để vui chơi. Mà bạn còn có nhiệm vụ nơi đây. Là tạo ra một thế giới xinh đẹp. Tạo ra một thế giới tuyệt vời. Tạo ra một thế giới hạnh phúc. Một thế giới hỷ lạc. Tạo ra một thế giới tràn ngập tình yêu thương. Đó có phải là sứ mệnh của bạn nơi đây? Đúng rồi. Bạn không phải đến đây để phá phách. Bạn không phải đến đây chỉ để tiêu hao phung phí, mà bạn còn đóng góp. Bạn còn xây dựng. Bạn còn tôn tạo. Và bạn ở đây để cùng nhau, chúng ta cùng xây dựng, cùng tạo tác một thế giới nhiệm màu, một thế giới xinh đẹp. Đúng rồi. Đúng rồi. Và đây là nhiệm vụ của bạn, của tôi, của chúng ta. Cùng nhau xây dựng nên những điều tuyệt vời. Và bắt đầu từ chính bạn. Bắt đầu từ cơ thể này. Bắt đầu từ tình yêu thương.
lòng biết ơn với cơ thể này. Đúng rồi. Và chúng ta cùng tạo nên một thế giới giàu có hạnh phúc thịnh vượng, nhân văn tươi đẹp mỹ mãn. Đúng rồi, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Hít vào một hơi thở thật sâu và thở ra nhẹ nhàng. Đúng rồi. Và chúng ta hãy cùng quay trở lại đây, quay trở lại trú ngụ trong cơ thể xinh đẹp này với đầy đủ ý thức, đầy đủ sự tỉnh thức, đầy đủ sự giác ngộ. Đúng rồi, đầy đủ sự giác ngộ của linh hồn, đầy đủ sự thông thái, đầy đủ trí tuệ của linh hồn có nguồn gốc từ vũ trụ. Đúng rồi. Một, bạn đã quay trở lại hiện diện bên cơ thể, cảm nhận cơ thể này. Đúng rồi. Hai, bạn quay trở lại cảm nhận từng bộ phận bên trong cơ thể, cử động từng ngón tay, cử động từng ngón chân. Đúng rồi. Và ba, bạn đã hiện diện toàn bộ trong cơ thể và trong bộ não này. Bạn cảm nhận bộ não. Đúng rồi. Đầy thông tuệ, thông thái. Đúng rồi. Và từ từ mở mắt ra. Đúng rồi. Hít thở thoải mái, thư giãn. Đúng rồi. Chào mừng bạn quay trở lại. Ok. We love you everyone. Tôi yêu các bạn. Yêu các bạn. Cha mẹ vũ trụ yêu các bạn vô cùng. I love you. We love you everyone. Chúc các bạn ngủ thật ngon. Chúc các bạn ngủ thật ngon.